Nghiên cứu về chùm ca nhiễm đột phá SARS-CoV-2 chủng Delta trên các nhân viên y tế đã được tiêm đủ liều vaccine ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 6 năm 2021 vừa được công bố trên tạp chí y học The Lancet. Theo đó, mắc chủng Delta tải lượng virus hơn 251 lần chủng ban đầu. Cụ thể, 60 trên 62 người tham gia nghiên cứu đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca. Trung bình họ đã nhiễm SARS-CoV-2 chủng Delta vào khoảng 7 đến 8 tuần sau mũi tiêm thứ 2. Hai người còn lại mới tiêm một mũi. Hầu hết các nhân viên này đã trải qua bệnh COVID-19 nhẹ, hồi phục nhanh chóng so với các bệnh nhân không được tiêm chủng. Tải lượng virus ở bệnh nhân có triệu chứng cao hơn nhiều người không triệu chứng. Chỉ số CT trung bình của họ là 16,5, trong khi nhóm không triệu chứng CT trung bình là 30,8. Ở giai đoạn đỉnh của bệnh, tải lượng virus trung bình của những bệnh nhân mắc chủng Delta này cao hơn gấp 251 lần tải lượng virus ở những bệnh nhân COVID-19 đợt đầu tiên, tháng 3 đến tháng 4 năm 2020. Thời gian PCR dương tính ở các bệnh nhân kéo dài, trung bình từ khi chẩn đoán đến khi PCR âm tính là 21 ngày, trong đó người có thời gian dương tính dài nhất là 33 ngày. Theo nhóm nghiên cứu, các kết quả này cung cấp thêm cái nhìn về những trường hợp nhiễm đột phá SARS-CoV-2, tức nhiễm bệnh sau khi đã tiêm đủ mũi vaccine, đồng thời lý giải phần nào nguyên nhân chủng Delta đã nhanh chóng gây nên đại dịch toàn cầu. Tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đã có những tín hiệu tích cực, khi chỉ còn hơn 3.400 bệnh nhân COVID-19 nặng. Và điều đáng chú ý là hàng loạt y bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh đến hỗ trợ các tỉnh chống dịch. Theo đó, đến nay đã có 791.844 bệnh nhân COVID-19 trong tổng số 864.053 ca mắc ở nước ta được chữa khỏi. Về các bệnh nhân đang điều trị thì hiện chỉ còn 3.413 ca nặng. Đáng chú ý, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại tỉnh Ninh Thuận ngay khi nhận được công văn của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận về việc đề nghị hỗ trợ nhân lực, thiết bị, vật tư y tế, thuốc thiết yếu để điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nặng và nguy kịch. Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh được Sở Y tế thành phố giao nhiệm vụ hỗ trợ tiếp ứng tỉnh Sóc Trăng ứng phó với dịch COVID-19, đặc biệt là việc điều trị cho các ca bệnh nặng và nguy kịch. Ngoài ra, Sở Y tế đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ ngày 22 tháng 10, dự kiến số lượng khoảng 780.000 trẻ ở 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Thưa quý vị và các bạn, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay, đây là đề xuất nới lỏng quy định với hành khách khi đi máy bay, áp dụng sau ngày 20 tháng 10 khi hết giai đoạn thí điểm. Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép hành khách tiêm đủ liều hoặc là F0 khỏi bệnh không cần xét nghiệm COVID-19 khi đi máy bay. Theo đó, chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa như Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách cần có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh trong 72 giờ trước khi khởi hành bay. Chuyến bay xuất phát từ các địa bàn khác cần đáp ứng một trong 3 điều kiện: người có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, hoặc có chứng nhận F0 khỏi bệnh, hoặc người có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải cho khai thác trở lại 19 đường bay chở khách với 38 chuyến khứ hồi mỗi ngày trong giai đoạn thí điểm. Hiện Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải cho biết quy định người dân cần xét nghiệm COVID-19 khi đi máy bay, tàu hỏa vẫn được áp dụng cho đến hết ngày 20 tháng 10, sau đó sẽ được điều chỉnh. Thưa quý vị, chợ nông sản phía Tây của thành phố Vinh là nơi cung cấp mặt hàng rau củ quả lớn nhất thành phố. Sau 6 năm đi vào hoạt động, chợ nông sản dần trở thành chợ đầu mối. Chính vì vậy mà quá trình hoạt động chợ này đã bộc lộ nhiều bất cập, gây áp lực lên hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước thực trạng này, thành phố Vinh đã có đề xuất di rời chợ đầu mối Vinh ra khỏi thành phố. Chợ đầu mối Vinh có diện tích 3.800m2 với hơn 900 hộ kinh doanh và khoảng 1.000 lao động bốc vác liên quan. Đây là nơi giao thương hàng hóa của 34 tỉnh thành với hàng nghìn lượt người và phương tiện mỗi ngày nên chợ hoạt động cả ngày lẫn đêm. Việc tồn tại trong lòng thành phố đã gây áp lực lên hạ tầng giao thông, đường xá xuống cấp, vệ sinh môi trường không đảm bảo. Đặc biệt sự xuống cấp và hệ thống tiêu thoát nước nên nơi đây thường xuyên bị ngập trong mùa mưa. Hạ tầng làm cho cái đường xá nó nhanh chóng xuống cấp bởi vì phương tiện nó quá tải.
Cái thứ hai là mật độ người tham gia giao thông lần nó là đông gấp nhiều lần so với những nơi khác. Cái thứ ba là lòng lề đường là bị một số cái tiểu thương không có chỗ ngồi cố định nó chiếm dụng, thành thế rất cản trở cho người tham gia giao thông. Cái thứ tư là về an toàn, về trật tự nó khó đảm bảo. Trong hai đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Nghệ An, chợ đầu mối Vinh đều trở thành ổ dịch nguy hiểm. Tính từ ngày 13 tháng 6 đến nay, đã ghi nhận gần 200 ca bệnh liên quan đến chợ đầu mối tại nhiều huyện thị trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Thế nên đến nay chợ đầu mối Vinh vẫn chưa được phép mở cửa hoạt động khi công tác phòng chống dịch còn nhiều bất cập. Chợ đầu mối cũng như là cái chợ nông sản này ấy, nó là quá tải về cả là chỗ đỗ phương tiện, quá tải về cả cái vấn đề về vệ sinh môi trường như rác thải, rồi là đổi chỗ tập kết rác, rồi chỗ đầu phương tiện để mà bốc dỡ hàng hóa, rồi là khu vực nghỉ, rồi tạm trú cho các cái lực lượng lao động đi là tham gia vận tải khi mà lưu trú tại đây. Cái thứ tư nữa là nó gây ra cái áp lực về quản lý cái trật tự đô thị tại cái khu vực chợ, nhất là vào ban đêm. Trước những bất cập đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh đã đề xuất di rời chợ đầu mối Vinh ra ngoại thành. Quá trình khảo sát, các ngành chức năng đã chọn địa điểm xây dựng tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Dự kiến bước đầu sẽ xây dựng chợ hạng 2 với quy mô 2 hectare, sau đó phát triển thành chợ đầu mối với quy mô 20 hectare và tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Dự kiến thì hiện nay đang trình các cấp có thẩm quyền thì sẽ hoàn thành các cái thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2021 và các cái thủ tục thuận lợi thì sẽ sớm khởi công trong đầu năm 2022. Và nếu được bổ sung điều chỉnh quy hoàn chỉnh quy hoạch thì chắc chắn là khoảng cuối năm 2022 sẽ hoàn thành cái chợ hàng hái, sau đó thì từng bước chuyển sang cái quy hoạch và phát triển thành quy mô chợ đầu mối. Việc di rời chợ đầu mối Vinh ra khỏi thành phố là điều cần thiết. Tuy nhiên nó cần có lộ trình cụ thể, trong đó cần giải quyết được quyền lợi hài hòa cho các hộ đang kinh doanh tại đây. Những sự thật về vaccine COVID-19. Có phải đã tiêm vaccine nghĩa là tôi được tuyệt đối an toàn, không bị mắc COVID-19? Sau khi tiêm vaccine, cơ thể bạn cần một vài tuần để sinh ra miễn dịch. Nếu loại vaccine bạn tiêm cần 2 liều, bạn cần tiêm đủ 2 liều để được bảo vệ đầy đủ. Mặc dù vaccine COVID-19 có hiệu quả rất cao, nhưng không bảo vệ bạn được 100%. Bạn vẫn có nguy cơ mắc COVID-19 dù rất thấp, nhưng bệnh thường nhẹ, không diễn tiến nghiêm trọng hoặc tử vong. Hãy tiếp tục thực hiện thông điệp 5K để giảm thiểu nguy cơ. Tôi đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và biết rằng loại vaccine này mang lại hiệu quả bảo vệ cao. Tại sao tôi phải tiếp tục tiêm liều thứ hai? Hầu hết các loại vaccine COVID-19 hiện nay cần được tiêm 2 liều cách nhau vài tuần. Các dữ liệu khoa học cho thấy hiệu lực bảo vệ của vaccine đã bắt đầu hình thành sau khi tiêm liều thứ nhất. Nhưng liều tiêm thứ hai sẽ làm gia tăng hiệu lực bảo vệ đó, giúp bảo vệ bạn mạnh hơn, kéo dài hơn. Vì vậy, hãy tiêm liều thứ hai theo đúng lịch trình khuyến cáo. Tôi có hệ miễn dịch khỏe mạnh, tôi có cần tiêm vaccine COVID-19 hay không? Có hệ miễn dịch khỏe mạnh là rất quan trọng, nhưng chỉ riêng điều đó không ngăn ngừa được bạn mắc một bệnh nguy hiểm như COVID-19. Hãy hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn bằng cách tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt. Nơi tôi đang sống không có COVID-19, tôi có cần phải tiêm vaccine không? Có, COVID-19 là một mối đe dọa ở khắp nơi khi đại dịch chưa kết thúc. Ngay cả khi không có ca mắc nào trong khu vực bạn sinh sống, tình hình có thể thay đổi rất nhanh. Càng nhiều người được tiêm vaccine, nguy cơ đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát càng thấp. Tôi đã được tiêm vaccine, tôi có nguy cơ mắc COVID-19 hay không? Vaccine có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bạn mắc bệnh, bị bệnh nặng hoặc tử vong. Phải mất vài tuần sau khi tiêm đủ liều vaccine, cơ thể bạn mới sinh ra miễn dịch. Vì vậy, bạn vẫn có nguy cơ mắc bệnh trong thời gian này. Hơn nữa, vaccine không bảo vệ bạn được 100%, nên vẫn có một số ít người bị mắc bệnh, nhưng bệnh thường nhẹ. Tôi có thể nhiễm COVID-19 từ vaccine hay không? Không, vaccine không chứa virus sống, vì vậy bạn không thể nhiễm COVID-19 từ vaccine. Bạn có thể gặp một số phản ứng thông thường sau tiêm, nhưng đây là kết quả của việc cơ thể bạn đang làm việc để sinh ra miễn dịch bảo vệ.